khi nhắc đến gia đình cố bác sĩ Lê Văn Thuấn. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và các bệnh nhân luôn dành những tình cảm trân quý nhất. Dù đã đi xa rất lâu, nhưng tinh thần tương thân tương ái của cố bác sĩ vẫn được gia đình tiếp tục phát huy để những người nghèo có thêm điều kiện vượt qua khó khăn. Kể từ khi mất mẹ do Covid-19, cuộc sống trong căn nhà trọ của Châu Hoàng Gia và Châu Ngọc Gia Hân thêm phần hiu quạnh và chật vật. Biết được cha của các em có việc làm không ổn định, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã thông tin đến cho gia đình cố bác sĩ Lê Văn Thuấn. Và thế là từ năm ngoái cho đến nay, hàng tháng mỗi cháu nhận được trợ cấp 2 triệu đồng cho đến khi tròn 18 tuổi. Gia đình cố bác sĩ còn hỗ trợ thêm một số các cháu ở quận huyện khác. Cảm ơn các cô chú vì cho tụi con mua học những dụng cụ học tập, hỗ trợ gia đình con. Dạ, con sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng các cô chú. Trong 12 năm, thông qua Hội Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, gia đình cố bác sĩ Lê Văn Thuấn đã tài trợ chi phí phẫu thuật cho 15 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh. Chi phí mổ tim cho các bệnh nhân ở Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đến nay đã hơn 600 triệu đồng. Thế là từ tấm lòng nhân ái của gia đình cố bác sĩ mà những con tim đã hòa nhịp đập trở lại với cuộc sống. Từ lúc mà bé mổ tới giờ thì bé em thấy là bé nó rất là khỏe, vui chơi này kia, ăn uống cũng khỏe mạnh hơn hồi trước. Để giờ bé được có khỏe mạnh nó đi học em cũng mừng lắm. Em thật sự em rất cảm ơn mấy cô chú bác sĩ đã tài trợ cho bé để được mổ cho bé khỏe mạnh như giờ. Động cơ làm từ thiện của gia đình đó là rất là trong sáng, tức là làm từ thiện một cách âm thầm, lặng lẽ, không phô trương, không hình thức, mà cái mong muốn của gia đình là muốn chia sẻ một phần khó khăn đối với những cái hoàn cảnh, những cái số phận kém may mắn. Đây là cái truyền thống của gia đình chúng tôi từ hồi lúc tôi còn bé, thì ba tôi cũng, gia đình tôi cũng đã tham gia những công việc từ thiện này rồi, thì chúng tôi nhận thấy là một phần trách nhiệm của mình đối với xã hội là phải đóng góp vô một phần. Nhiều trẻ được tài trợ mổ tim nay đã học xong đại học và có cuộc sống tốt hơn. Trách nhiệm với xã hội của gia đình cố bác sĩ hết sức nhân văn khi giúp cứu mạng người và tạo ra tương lai tươi sáng cho những hoàn cảnh khó khăn.